Dạ, mến chào anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, giữa Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ, clip hôm nay Hoa Kiển Nguyễn Thông xin giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chiếu thủy nu gò công có giá rẻ từ 200k đến 250k là mình bao ship anh chị cô chú. Thì cái hoành thân từ 22 cho đến 25. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái mã số tiếp theo. Cái clip trước là mã số C29. Dạ, đây mã số C29 có vành là 21, chiều cao là 23. Đó, cái rễ rất là đều anh chị cô chú. Rồi mặt sau chi cành thì đóng cũng đều ha, đang ra mầm sống khỏe. Rồi mã số C9 mình xin giao lưu anh chị cô chú là 230k là mình bao ship. Tiếp theo là mã số C30. C30 cái bộ đế tương đối đều anh chị cô chú. Đó, rễ nè. Rồi chi cành ra cũng rất là đều ha, tứ diện luôn. Ba mầm sống khỏe. Mã số C30. Có chiều cao là 26, vành thân là 24. Dạ, cây này giao lưu anh chị của chú là 250k. Tiếp theo là mã số C31. Chi cành đang đóng đều anh chị của chú. Bộ rễ thì tương đối ha. C31 có chiều cao là 30, vành là 24. Dạ, cái này giao lưu anh chị của chú là 220k. Tiếp theo là mã số C32. C32 chi cành cũng đều lên chị của chú. Bộ đế tương đối ha, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C32 có chiều cao là 25, vành là 23. Dạ, cái này giao lưu anh chị của chú là 250k. Tiếp theo là mã số C33. C33 cái hoành cũ to lắm mà chị cô chú. Mình đang thả ha, nuôi chi cành lên nè. Thì mã số C33 có chiều cao là 28. Hoành mình đo được 26, cây này đang liền anh chị cô chú. Dạ, cây mã số C33 xin giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số C34. C34 cái rễ rất là đều anh chị cô chú, giống như để ship 24 giờ vậy ha. Chi cành đóng cũng nhiều, đang ra mầm sống khỏe. Cây là lên mầm ra bông luôn anh chị cô chú. Mã số C34 có chiều cao là 22, hoành là 24. Dạ, cây này giao lưu là 250k. Tiếp theo là mã số C35. C35 có bộ đế cũng đẹp anh chị cô chú, dắt chị A luôn ha. Chi cành đóng đầy đủ, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C35 có chiều cao là 20, hoành là 23. Dạ, cái này giao lưu là 230k, dắt chị A luôn anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số C36. C36 cái hoành đế rất là đẹp anh chị cô chú. Đó. Đế lực quá ha, rễ ra rất là đều. Mã số C36 có chiều cao là 20, hoành là 25. Dạ, cái này giao lưu là 250k. Tiếp theo là mã số C37. C37 có chiều cao là 22, hoành là 22. Đó, chỉ cành ra tứ diện lên chị cô chú. Tay cành này cũng to là ha, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C37 mình xin giao lưu anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số C38. C38 cái cây bộ đế cũng đều anh chị cô chú, mà chi cành đóng mà đóng vô cái dáng bài luôn anh chị cô chú. Chi cành tứ diện ha, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C38 có chiều cao là 26, vành là 23. Dạ, cái này giao lưu anh chị cô chú là 250k.
Anh chị cô chú lấy 2 cây mình sẽ giảm độc cho anh chị cô chú là 50k ha. Còn anh chị lấy số lượng càng nhiều thì mình lại giảm càng nhiều anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số C39. C39 cái rễ rất là đều anh chị cô chú. Rễ giống là 24 giờ luôn ha. Rồi chi cành đóng vô cái dáng bài luôn. Mã số C39 có chiều cao là 22, vành là 25. Dạ cái này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số C40. C40 cây cao anh chị cô chú. Bộ đế tương đối đều ha. Chi cành đóng đầy đủ, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C40 có chiều cao là 33, hoành là 23. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số C41. C41 có chiều cao là 23, hoành là 21. Cây đang chi cành sống khỏe anh chị cô chú. Chi cành rất là đều. Bộ đế tương đối ha. Mã số C41 có chiều cao là 23, vành là 21. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 220k. Tiếp theo là mã số C42. C42 cái đế rất là đều anh chị cô chú. Rồi, còn chi cành đóng tứ diện luôn ha. Dốc chỉ A luôn. Dốc nhọn lên anh chị cô chú. Mã số C42 có chiều cao là 32, vành là 23. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 250k. Đang ra mầm sống khỏe. Tiếp theo là mã số C43. C43 cái bộ đế tương đối đều anh chị cô chú. Cây này cũng nuôi lâu rồi ha, cây này nuôi cũng được nửa năm rồi. Mã số C43 có chiều cao là 16, 16 là mình lấy giữa đây anh chị cô chú. Hoành là 26, dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số C44. C44 cái bộ đế rất là đều anh chị cô chú. Dốc nhọn lên ha, chi cành đóng đầy đủ luôn ha. Đang ra mầm sống khỏe. Mã số C44 có chiều cao là 20, hoành là 23. Dạ cái này vô luôn anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số C45. C45 màu đế cũng đều anh chị cô chú. Đó. Cho anh chi cành đóng tứ diện luôn ha. Mã số C45 có chiều cao là 23, hoành là 24. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số C46. C46 cây đẹp anh chị cô chú. Bộ đế nè. Bộ đế đóng rất là đều ha. ZCA luôn. Rồi chi cành ra đầy đủ, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C46 có chiều cao là 26, hoành là 25. Dạ cây này vô luôn anh chị cô chú là 250k. Cây này đẹp anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số C47. C47 bộ đế tôi nói đều anh chị cô chú. Đó, đây. Chi cành đóng cũng nhiều ha, đang ra mầm sống khỏe. Mã số C47 có chiều cao là 23, vành là 25. Vành to anh chị cô chú. Dạ cái này giao lưu anh chị cô chú là 220k. Tiếp theo là mã số C48. C48 cây to anh chị cô chú. Bộ đế thì rất là đều ha. Thì chi cành đang ra tứ diện nè. Mã số C48 có chiều cao là 28, hoành là 25. Cây này vô luôn anh chị cô chú là 250k. Thì mã số C48 là mã số cây cuối clip của Hoa Kiển Nguyễn Thông. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656, cũng là số Zalo của Nguyễn Thông. Vô kết bạn mình sẽ chụp hình quay phim chi tiết cái cây mà anh chị cô chú ưng ý. Rồi clip của Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống.